Mang theo hai cần chứ không có mất thêm cần nữa. Mình đang loay hoay cái này. Ủ con cá gì mà nó nặng thế luôn. Hai con. Hai con kìa. Biết thầy thầy Phượng điện trống nó ông làm ông bảo mẹ cái điện trống mới để đây nghe được rồi bác ơi. Nó bị bê, cái thằng này nó lái dở. Dê lại. Đợi tí nha, to quá rồi. Có chạy không? Có. Không có chạy. Con này chắc con này nó là con ấy rồi. Ui giời, chết. Ủa hai con. U. Vất đi thôi, chưa đủ sai. Vất đi thôi chứ còn làm cái gì đây? Trời ơi. Ủa con to này. Đó. Giỏi nhỉ. Nhất thành đâu. Bye. Nhất thành gì nợ đâu. Ôi cha. Bắt lợi. Bắt lợi bắt là nhất rồi. Mình là cái thằng ranh con. Xanh sau đẻ một. Ai ở đấy đó, bên đấy của anh. Một chút mà thấy mấy chục con rồi. Trời ơi, câu lại vậy. Câu kinh nhờ. Kinh hồn. Kinh hồn. Ui giời. Đó là mình câu giống ngã ba bên sông Bảo Cám đây này. Cái nước này nó chảy vô thẳng giống ngã ba. Con đủ to này, đó, sao? Đánh nó lên. Đủ to này. Đó, thấy chưa? Trời ơi, nó nuốt vô trong. Thò tay vào cho nó quặm. Vẫn còn cái tôm. Tôm. Đủ tiếp.
Đặt đi. Ông kêu con này phải đù nó phải to. Đó đù mặn thành cái rỉa cá từ từ đầy từng cái nơi rồi. Có có đâu mà lấy thùng. Đây là con cá này. Con gì đây? Chục con gì to. Chắc hai con. Ủ cá đủ. À, ôi nó chạy. Đây, bây giờ mình nghiên cứu ha. Bây giờ mình thấy là bây giờ rõ ràng là mình thấy đây là nó hai lưỡi ha. Đây là hai lưỡi. Bây giờ nó dính hẳn ở dưới này. Nó dính cả hai lưỡi trong đây luôn. Đó, bạn thấy không? Một lưỡi trên này, một lưỡi dưới này. Hết chạy rồi. Thấy chưa? Đây mình giới thiệu đây là lưỡi này. Bỏ đây ha. Cái cần kia cũng bị dính, cái dần kia được dính. Đây, mình nghiên cứu lưỡi nha. Đây nè. Đó, đây là lưỡi này. Lưỡi nó lưỡi to. Ok. Đây mình móc mồi nha. Ok, bây giờ móc mồi như thế này. Okay. Móc mồi như thế này. Ok. Còn cái mồi to như thế này thì móc nó vô như vậy. Ý dạ, cái này dường như nó bị gãy rồi. Bỏ. Giờ mình ném xuống như này. Bây giờ cái cần câu này nó đang ăn. Ok, bây giờ mình kéo như này. Câu hai cần nó có lợi là chỗ vậy. À, cần này nó chưa ăn, cần khác ăn. Dạ, đây. Đó. Kéo lên coi có con gì đây. Đù. Cái con đù này nó vàng thì rất là béo. Rất là nhỏ, ok. Sắp ôi giờ chết. Ủa nên nó dậy cái mấy cái mồi kia nó ấy hả? Gẹ mái mẩy. Mẩy yếm to. Đấy, cá đù. Hai tu. Cái gì? Hồi nãy á. Cái gì? Anh ăn đây nha. Nóng mặt đây. Nóng không? Nóng mặt. Nóng mặt. Mày bỏ nó kéo cứ hai con mình có ba gai. Nóng bừng bừng. Chịu hết. Con gì nó ăn mà nó chúi chúi không? Ủa cá đù. Cá đù nó ăn cái lưỡi dưới. Cá đù này nó ăn sát đất hay sao? Nó cũng cá đù này. Anh lưỡi có làm được không? Có làm nguyên đồ câu đưa cho anh tôi không kìa. Không cười ra ơi. Không đưa một bộ rồi anh. Vậy à? Câu không ăn. Ủa cái con cá gì to quá nhỉ. Chắc cá. Ủa cá đù. Ok. Có 3 con cá như vậy. Cá đù. Cũng vui. Câu cá đồ cũng vui vui.
nó kêu ụp ụp ụp. Bên anh nhờ mẹ cứ giật cá, tôi cứ quên mắc mồi. Tôi cứ mắc mồi không thì tôi cũng nặng lắm bởi vậy. Mẹ cứ giật cá nên là cái hai con mình mẹ cứ nói chung nó cũng đớp vai. Cái đù đớp, mắc mồi nó cũng dính. Ủa kìa này, cái đù nó đang tới rồi. Cứ tưởng là cái lưỡi to như vậy mà nó không ăn, ai ngờ nó cũng ăn luôn. Xong rồi về New Orleans này gặp vợ bác Lợi. Dễ thương. Đó, trời đẹp lắm. Thôi rớt cũng phải đâu mà bé quá mà. Rớt. Sắp bông luôn, đâu sắp bông nhiều quá. Tôi sắp bông lại, sắp bông luôn. Nhỏ. Đây cá đù nó vô nó tới rồi. Cho con 16 inch nha, tối về nấu cháo nữa. 16 inch. Bây giờ nó ăn rồi đó. Ồ, đó, bây giờ nó tới rồi đó. Cá giờ nó tới rồi đó. Bây giờ bắt đầu nó tới rồi đó. Lòng chú thương xót tới rồi đó. Một con, hơi to to, cũng đã đẻ. Đỡ buồn. Cái người mà họ giảng đạo, cái em nói với họ là em nói với họ xong rồi họ nghe được cái chữ thánh, cái họ hỏi rằng là anh có biết nghĩa thánh là gì không. Tôi cười vui chết được. Đây, cá đây. Nói chuyện với mấy người tiên lành vui chết. Văn phòng Phút Tem, may I help you? Hello Trinh. Ba gọi con à? Nãy ba thấy số con gọi rồi ba gọi lại á. Ờ. Con ở nhà đi làm vậy? Nhà mà tôi đang đi chợ. À. Ba đi câu cá. Không, mà ba mới đi chiều này mà lúc 1 giờ mấy mới đi. 2 giờ. Gần 2 giờ. Đang đi câu với ba cỏ phải là đi. Ba lên lúc 1 giờ trưa. Dạ, nắng, ngồi đây nắng lắm. Đó, đù to à. Đấy, đù to, đù ta tới rồi. Hay lắm, nó ăn sát đất đấy. Cái lưỡi này nó dính sát đất. Hai lưỡi, hai con. Làm mừng hụt hả? Hãy
rồi, em đã câu giỏi rồi, em biết còn cần cắt cái làm cái thèo cho ông nữa thì ai câu lại nổi không? Ông câu hết 30 mấy thèo đó thôi. Ba à, mươi mấy thèo. Năm đi câu nhà anh Tiếp nhớ ông ấy câu mồi bằng thề, mồi bé tí không bóc lõm không giúp kìa phải không? Ông cứ bỏ xuống là mà không mồi bé tí à? Không có cái chiêu đánh lừa cá. Mấy em sồn sồn. Đây này đồ mà nóng mặc cặp hai con bà gái ra đây chứ đâu có thể. Bà gái mà ăn cái như là đủ. Bì với thiết đúng mà, đi cả. Bì với thiết. Đi câu nghe nghe cả chuyện cũng vui. Mới đi học võ mà anh đòi anh đi học võ mà anh đòi anh thử với sư phụ rồi thì mẹ này. Sư phụ. cái hồi đi chả cào gạt mấy cái con cá này xuống biết là bao nhiêu, mấy trăm phao cá đù trắng, đù đen nữa, đù thủy quân lục chiến. Vậy là bác giỏi lắm. Dường như nó ở ngay cái chỗ cái bầy này. Hai bát này hết hai mồi không có cá. Đấy. Đó mồi cá. Không có ai đợi đây câu được mấy con. Mồi cá. Nên để ông ngồi đấy phải không? Cá này. Ông ngồi đấy là mát đấy chứ phải không? Hai lưỡi các bạn, đây là lưỡi nhỏ. Mình móc mồi cá vô. Mồi cá đù cắt ra. Cắt ra giống như mồi như vậy nè. Đó. Bỏ vô. Được con sóc trắng. Cá đù. Ủa con gì đây? Con gì đó nó ăn nó kéo. Đừng có loại cá ba gai được rồi. Không có biết mình đi câu ra trong đến nhà không thấy tàu. lần nào đi câu với bác Tú cũng thấy ông cố gọi. Đây con cá này nó dính ngay ngay bên hông mà bạn, trời ơi nó dính ở đây này, nó đâu có ăn cái mồi đâu, nó ăn cái mồi xong rồi nó vẫy cái người của nó định nó sống rồi. Nếu mà mấy chú công một cần thôi, chú chăm cần kiếm cá phải ăn gần cần kia là ngâm cho bỏ quên thôi. Cần phải cầm tay câu nhấp bắt kia không đợi á, thì cầm ma búng sợi dây á nó mới hết. Cầm ma búng sợi dây hả? Coi tay anh đợi câu nào bắt trước chứ ông để không ông đâu có ăn đâu. Cầm ma. Nhấp giống như là ở ngoài ấp so đó hả? Lâu mà không đi ra offshore câu cá thu. Cái ngân là cái gì? Ngân nó hấp quần mấy tráng ngon cái chú. Ngon lắm, toàn thịt nó ngon á. Ở dưới Florida nó vô trong mấy cái fish and pier đó thì nó nhỏ nha, mà cái con blue runner ở ngoài kia nó to, nó béo khiếp khủng. To dài tới 13 inch. Florida cũng to mà không ngon. Dạ. Yeah. To lắm. Florida thì nó không có những, nó cấm, nó không có cho những cái giàn khoan ở ngoài đó.
Louisiana thì có những cái giàn khoan ở ngoài. Nhiều khi nó ăn sát tàu mình không biết đâu anh Thiết ơi. Chết rồi. Công nay đây thử coi, đánh trước mình câu ở trong thì mình ném ra. Con gì đây? Oh, đủ to này. Đấy thấy mở hàng đấy. Đây thấy chưa? Đấy cá đủ này, đây cá đủ mở hàng một chỗ mới đó. À, bây giờ tươi chưa? Em ăn ngoài rồi. Sao kìa? Làm sao kìa? Gãy cần kìa. Ấy giờ lại gãy cần nữa hả? Chúa tôi xong. Bác Tú nè. Tú tụ chạy cần. Ê, con đù to rồi. Đấy, bác Tú đó. Thấy đó, thấy chưa? Đợi cái đòi kẻo ơi, đợi tôi về đòi nhá, đừng đòi bây giờ không đưa đâu. Không đưa. Thấy bác Tú bác cũng có. Bác coi kìa. Có không? Đù cổ màng. Đù gần 18 inch. 18 inch vậy. Ghê vậy. Mất tiêu ổ vẫn còn dính. À con này đù rồi. Nó còn nhúi rồi con đù. Đây nhúi nữa. Đó mà này câu cái đù to rồi đấy, con lấy đù to đó, cái đù to lên nè. Con câu ngoài nó đù ăn ngoài rồi anh Thiết ơi. Cái này mà bác bảo to. Cá nó ăn ngoài đó. Lần đầu tiên. Câu được cỡ rồi uống hai chai cho tôi trái, còn trái để cho anh uống như thế. Đủ nước kìa, thấy không? Câu từ nãy giờ cả hai nơi rồi mới được một, có một con. Bắt Thiết có hai con cá, hai con cá sú đen thả lại. Nằm ở ngay nước sâu á, cái trời có cá liền đấy nhở, trời nóng ở nước sâu anh có cá hay kìa, chắc trời nóng quá có ở nước sâu gì đó, trời nóng kia chú kéo cái cần xuống lên đó. Ok, đợi đi rồi về vậy thì không ra chỉ bảo như thế. Đẹp quá, ông ánh đẹp quá, trời ơi đẹp.
con gì, có con gì của nó chua chua rồi. Có sóc trắng, sóc trắng này bác ạ, sóc trắng lên có đấy, có đù là có sóc trắng rồi. Chỗ này có bộ hy vọng sẽ vươn lên. Ba con rồi đấy. Ui giời, con gì vậy bác? Kéo. Ui giời, cá đủ nước sâu. Cái vật đâu? Đầy thùng chưa? Câu đầy thùng chưa? nghe không được rồi. Không, bây giờ đó, câu chung cái đồng môn này cá đủ quá nhiều rồi. Năm mươi mấy con. Mấy con, về hơn em rồi. Không, ok rồi. Em có 30 con à? Không có đâu. Ông lại đầy thùng quá nhiều. Tôi lấy nha. Ông quay lắm. Bác lại lấy 30 con thôi, còn bao nhiêu chứ? Bây giờ tôi lấy 40 con thiếu tôi bù, phải không? 30 con. Bé 2 thôi. Vậy nữa. Thiếu tôi bù. Chịu thua bác, chịu thua. Cười chờ. Về đó. Đâu được cần cả đâu. Có người có mấy chục con này. Có thầu, có thùng ấy thiết với anh Lợi để khiêng lên à. Em có mấy chục con à? Khoảng chừng 20 mấy con à? Chưa tới 3 mấy. Ô, ông được 20 mấy con ngon rồi. Được 2 bữa ăn. Mà em được 40 con không? Làm gì tới? Em làm gì tới? Câu này được 40.